Alo, chào bạn, mình là Du. Chào mừng các bạn đến với kênh Du MV của mình. Kênh YouTube chuyên hướng dẫn lập trình về Android và tương lai có khả năng sẽ nhiều ngôn ngữ khác hơn. Ok. Thì ở những video trước mình có hướng dẫn các bạn là làm một cái màn hình trong một cái app đặt món đúng không? Thì đây một trong rất nhiều cái màn hình của cái app đấy. Ok. Thì ở lần này mình sẽ hướng dẫn tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái màn hình này đấy, làm sao cho hiệu ứng nó đẹp được như này đấy. Ok chưa? Thì như video lần trước mình có hướng dẫn các bạn hướng dẫn các bạn về cái làm được một cái hiệu ứng cho cái thằng text trước rồi đúng không đấy. Ví dụ mình bấm này đấy thì chữ nó chạy được như này rồi. Thì ở video này mình dẫn các bạn sẽ làm hiệu ứng cho hai cái thằng ảnh này. Đấy, ok, bắt đầu nhá. Thì như lần trước mình có hướng dẫn ấy, bây giờ mình sẽ làm cho cái thằng ảnh ảnh nền này trước nhá, ảnh nền trước này. Đấy thì bây giờ mình muốn cái ảnh nền này khi bấm này sẽ đi lên này. Đấy, đi lên xong rồi chuyển chuyển món xong rồi hiện xuống bên dưới đúng không? Thì đầu tiên thì mình sẽ sang ATV tên mình của mình trước á, lấy cái ảnh như đây ở đây. Ok, sẽ đặt tên cho nó, mình sẽ đặt ID quên ID cho nó một cái thằng là img ảnh nền đi đó. Ok, sau đó sang bên này mình copy này sang bên bên này, ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái thằng image view. Đấy, image view rồi. Và dưới ánh xạ này, cũng ánh xạ cho nó. Đấy, ok. Rồi, thì ở đây lần trước mình có hạ tạo ra cái hàm run text đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo ra cái hàm public void để run ảnh đi. Đấy. Thì hàm run ảnh có nhiệm vụ gì? Đúng chưa? Thì hàm run ảnh nhá. Đầu tiên mình phải di chuyển nó từ cái vị trí của nó lên phía trên đúng không? Đấy. Thì bây giờ nhá. Thì trước khi đấy thì mình phải tạo ra cho nó một cái file animation di chuyển từ cái vị trí của nó lên trên đúng không? Thì trong cái Android ấy, thì thằng tọa độ của nó sẽ là OXY với chiều X trục với cái tọa độ chính ấy. Tọa độ O ấy là góc bên trái và trên cùng đấy, còn x là theo chiều thẳng đứng, y là theo chiều ngang. Ok, thì bây giờ mình sẽ copy một cái file toolet này đi chẳng hạn. Đấy, Ctrl V, cái file toolet lần trước mình có hướng dẫn các bạn làm đấy, mình sẽ đổi tên cho nó nhé thành tool bg. Ok chưa? Đấy, thì bây giờ mình muốn nó di chuyển từ vị trí này là theo trục y đúng không? À nhầm, sorry, vừa ấy mình hướng dẫn hơi nhầm ấy. Có nghĩa là cái x là tọa độ ngang, còn y mới là tọa độ dọc. Thì mình muốn nó di chuyển từ cái x này chưa? Lên phía trên bên này. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ xóa cái alpha của nó đi trước nhá. Đấy, cái file to top background này. Mình muốn sẽ di chuyển y đúng không? Tọa độ y đúng không? Mình sẽ để cho thằng này khoảng tầm 800 giây, cứ để tạm thời cứ để 800 giây đi. From y data từ đầu tiên là vị trí của nó, có phải là 0% không? Đấy. Đấy, xong rồi to y data mình muốn di chuyển lên trên cùng, có phải là âm 100%. Đúng chưa? Đấy, âm 100%. Đó, thế là mình đã có một cái hiệu ứng rồi nhá. Bây giờ mình add vào cho nó này. Thì cái thằng run ảnh này mình sẽ gọi img ảnh nền chấm start animation. Ở đâu ạ? Đây, start animation. Mình sẽ dùng mình gọi cái thằng animation ut chấm
get an à, chấm loát nhá. Sorry, loát animation này. Đấy, đầu tiên truyền vào context là zip này. Tiếp đến nữa là cái file animation mình vừa tạo ra ấy, nó chính là file r chấm anim r nhá, không phải d. Sorry. R chấm ani này. Đấy, chấm tu top đúng không? Tu top background. Rồi. Và cứ ở chỗ nào mà có thằng run text mình sẽ gọi cái thằng run này. Đúng không? Đó. Copy paste. Rồi, bây giờ mình run thử xem được cái gì nhá. Đấy. Bấm các bạn nhìn nó di chuyển lên không? Đấy, nhưng bây giờ mình muốn lúc nó di chuyển lên thì nó lại phải di chuyển xuống. Đúng chưa? Thì đơn giản thôi. Các bạn copy cái phi to top này. Đấy, bạn paste. Thì vừa là to top rồi, bây giờ là top to. Đó, đơn giản. Enter. Đấy. Thì mình đã di chuyển nó lên cái tọa độ âm 100% đúng không? Và mình muốn nó di chuyển từ bên trên xuống dưới thì có phải là cái from data y data mình có phải là 100% không, và cái to y data mình có phải là 0% không đó, và cũng như cái thằng take view vừa rồi mình cũng phải tạo ra một cái thằng countdown timer, countdown timer đây chính nó này đấy, new countdown timer, mình sẽ cũng là 800 giây đúng không, di chuyển nó là 800 giây mà đấy, phải 100 mà các bạn kích chuột và kích chuột vào đây nó hiện ra cái đèn đỏ đỏ đấy, các bạn kích vào và nhấn chọn implement method rồi ok thì sẽ implement hai cái method của các bạn, và cái method các bạn quan tâm là cái thằng on finish, đúng chưa? Nhớ chấm start cho mình nhá, không nó không chạy đâu. Đấy. Thì ở đây mình copy dòng này, được chưa? Đấy, mình paste xuống dưới này. Và mình sửa thành main activity.zip, được chưa? Và mình sẽ không chạy cái file to top nữa mà mình chạy cái file top to. Đấy. Và ở trên này nhá, mình gọi cái ảnh nền này là chấm set image resource, chính nó đây đấy, image resource. Cái này mình muốn nó lấy cái ảnh của cái món ăn để làm ảnh nền đúng không, thì mình gọi, bởi vì mỗi thằng món ăn nó đều có một cái ảnh, các bạn chỉ cần gọi chấm món ăn này chấm này, ảnh đấy, thế là xong. Ăn xem được cái gì, ô sai sai, top to background, top to là à chết, sorry mình muốn từ trên xuống mà phải là tọa độ âm 100% đấy bạn ạ, bấm à đấy, các bạn nhìn chưa đấy, quá ngon. Rồi xong. Đấy, đấy là một bước đúng không? Đấy, bây giờ đến bước cuối là đến cho cái thằng ảnh ở giữa này nó lăn từ bên này sang bên này, lăn kiểu lăn đấy. Ok. Thì đầu tiên mình cũng phải tạo ra cái file animation trước nữa. Mình sẽ copy một cái file này nhá. Mình paste này. Mình đặt tên cho nó là left to left to LFT đấy, to left background. Ok, thì mình muốn nó di chuyển từ bên này, các bạn nhìn video của mình nhá, có phải các bạn để ý này, các bạn nhìn thấy không? Nó di chuyển này, nó di chuyển hơi nghiêng nghiêng ấy, kiểu thành một vòng cung mà đấy, thành một vòng cung đúng không đấy. Thì bây giờ thế này đấy, đâu có nhỉ đấy, mình muốn nó di chuyển thành một vòng cung thì cái file to left png của mình sẽ di chuyển cho nó nhá,
từ cái thằng from idata. Idata thì lúc đầu vẫn phải là bằng không đúng không? Và sẽ di chuyển đến cái vòng cung. Vòng cung thì mình sẽ các bạn chú ý một chút này, vòng cung đây đấy, thì quả là cái y ấy, y đầu tiên đây, quả nó sẽ giảm từ 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 à, nó tăng từ 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 đến đây đúng không, bởi vì tọa độ của mình là không ở đây mà, bây giờ đến này nó chỉ có tăng thôi, thì mình sẽ di chuyển cho nó thành 50%, đúng chưa? Và tiếp đến nữa là cái thằng của From xdata, xdata mình cũng di chuyển từ 0% đúng không, nhưng mà nó di chuyển vì bên trái ấy, có nghĩa là âm, nên là mình sẽ cho cái to xdata này thành âm khoảng 300% đi đấy. Rồi bây giờ nhá, sang bên xmem mình chọn cái ảnh này đấy, đi view mình sẽ chọn cái ảnh này mà đây, cho nó một cái ID img ảnh món. Ok, ảnh món này mình sẽ copy này sang bên main đi, tương tự với cái thằng ảnh nền thì là mình cũng tạo ra một cái thằng ảnh món này. Tiếp đến nữa là ánh xạ Ctrl D để nó copy dòng cho mình và sửa, đó đơn giản không? Và dưới này cũng vậy, mình cũng Ctrl D thằng này và mình gọi cái thằng ảnh món của mình ra đấy, nhưng thay vì loát cái file to top anh ra thì mình sẽ cho nó là left to ai to left to left to left back ra đó. Bây giờ bấm run này em được cái gì này, à các bạn nhìn nào, nó đi nghiêng 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 chưa đấy, nhưng bây giờ lúc nó đi nghiêng nghiêng này, lúc nó chạy đến đây mình muốn nó xuất hiện ở trên này nữa cơ, đúng chưa? Thì đây mình cũng copy thằng này mình paste và mình sẽ sửa thành right to bách ra đấy. Thì bây giờ thay vì chạy đến cái tọa độ x là 300%, mình chỉ cần sửa thành cái từ chạy từ đằng này đúng không, đầu tiên set x chứ nhá, từ 0 này đến 300 này thì thằng này sẽ là từ 300 về 0 đúng không, thì là from xdata của mình phải là 300 không đấy, còn thằng này sẽ là về 0 đúng chưa đấy, còn thằng y thì là sẽ từ 50% về 0 đúng không đấy. Thì sang lại bên này nhá, mình cũng copy y nguyên thằng này đấy, mình paste đấy ở dưới cái đoạn philip xong rồi, và mình gọi cái thằng ảnh món ra cũng set ảnh cho nó nhá, và cũng chạy cái file animation right to background. Ok, con này xem được cái gì này, đó các bạn nhìn thấy à, ổn không đấy, nhưng mà bây giờ còn thiếu một chút là cái của mình nó xoay 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 đúng không, nó xoay các bạn nhìn thấy xoay không đấy, thì có nghĩa vừa chạy nó vừa xoay đúng không. Thì bây giờ nhá, đầu tiên này muốn xoay về bên trái trước đúng không, các bạn vào cái file to left background này trước đấy nhá, các bạn ở trên này các bạn tạo ra cho mình một cái thằng đó là rotate, có nghĩa lúc nào nó là xoay đấy đấy, thì đơn giản này thôi. Thì cái thằng này nó cũng có cái xoay từ bao nhiêu phần trăm đến bao nhiêu phần trăm, đó chính là đầu tiên là from rồi đấy, là mình sẽ xoay cho nó từ 0% đúng không, đầu tiên là phải từ 0 đấy, sau đó là to bao nhiêu nó xoay, thì mà các bạn xoay cho mình khoảng tầm 300 độ thôi, 300 độ xoay 600 độ là nó sẽ xoay, các bạn hiểu kiểu nó xoay thành một vòng rồi đấy, các bạn nhìn không, nó xoay chưa xoay hết một vòng nó mất luôn nhá đấy, nên là ở đây mình sẽ để là 300 được chưa. Tiếp đến nữa là
trong thằng này ấy, nó cần có một cái là cái tọa độ để nó xoay đấy, cái tâm ấy. Ví dụ như là cái tâm, để xét cái tâm đấy thì nó có cái thằng pivot x này là bao nhiêu. Ví dụ mình để là không không ấy thì nó sẽ tính, nó sẽ lấy thằng này làm mốc, xong nó xoay ngược lên kiểu này xấu đúng không, và mình muốn cái tâm ở giữa để xoay cho nó đẹp. Thì ở giữa đây mình sẽ ghi là 50x bằng 50%, và tương tự thằng y cũng là 50%, ok chưa? Và xoay đơn giản thôi, kiểu gì cũng thế, xoay trong bao lâu cái duration này đấy mình cũng sẽ để là 800. Rồi bây giờ mình sẽ run xem nó xoay như nào nhá. Này, xoay đấy, các bạn nhìn nó xoay không? Đấy, xoay đấy, đơn giản. Cái hiệu ứng của nó rất đơn giản thôi, nhưng mà từ những cái đơn giản mình biết cách kết hợp lại ấy, nó cực kỳ hay luôn. Đấy. Rồi, về tương tự là cái thằng này. Từ phải ra mình cũng muốn nó xoay thì mình sẽ copy cái file rotation này, mình sang cái file right to background của mình. Đấy, mình paste vào đây. Thì cái thằng right to background này, thay vì là nó xoay từ 0 về 300 thì ở đây mình sẽ cho nó xoay từ âm 300 đấy cho đến 0 đấy, thì sẽ tạo ra cái hiệu ứng, ui bỏ mẹ, hiệu ứng như này đấy, hiệu ứng nó xoay kiểu hai cái nó xoay nó khớp nhau ấy, đúng chưa? Đấy, rồi bây giờ mình sẽ chạy đến nha, xem được cái gì này. Rồi lại bấm này. Đấy. Ổn chưa? Nó giống hệt cái video của mình luôn. Đấy, các bạn nhìn không? Đấy. Nhưng video của mình ấy thì cái loại không có phần này. Chưa? Đấy, thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại một tẹo nhé. Các bạn vào trong thư mục value cho mình. Ở trong thằng style, nó có thiết kế cái thằng style của app. Các bạn chuyển cho mình cái thằng dark action bar thành thằng low action bar là cái nhất. Và tiếp theo vào trong này, bạn thêm cho mình một cái item, các gọi item này, bạn tìm cho mình, nó sẽ đến đại khái nó sẽ tạo cho mình đến cái bước lên này, các bạn để tạo gọi đến cho mình cái thằng full window full center đó, các bạn đóng thẻ và để trong giữa thẻ cho mình một cái giá trị là true, thì lúc đấy chạy ấy, thì app của các bạn sẽ được full toàn màn hình này. Đấy. Đấy, ngon không? Đấy, giống hệt cái video của mình đang. Đấy. Thực sự thì hôm nay là mình muốn làm những cái app để nó cho nó đẹp hơn nữa. Cái khái là càng đẹp càng tốt, đúng không? Bây giờ người ta chủ yếu người thích cái đẹp. Đấy. Video lần này của mình xin được dừng lại đây nhá. Nếu các bạn thấy hay hoặc là thấy mình giảng khó hiểu đâu có ở đâu đấy thì các bạn có thể comment ở bên dưới video cho mình biết. Còn nếu như đây là lần đầu mà đến với cái kênh Zoom và V của mình thì hãy nhấn subscribe. Ok, nhớ để lại một like cho mình nhá. Ok, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học là chính vui vẻ.